Bảo Lộc. Dân phá xe nên thì mình cũng thích. Đấy, nhiều khi là bài với nó. Ô, sửa pin. Vô tình gặp mình nữa lại là máu nữa. Em sửa pin anh thích không? Bảo thích luôn, thích luôn. Phải cần hỏi nhiều. Đam mê là phải chấp nhận. Có anh em mua xe về qua người này kia, chủ yếu là anh em mua trên mạng là chính. Nói xe ngon này nọ bao kia. Có những cái trường hợp là bao xuyên Việt nữa. Ngay bản thân mình làm xe đời mới này. Có xe cả 5-6 triệu, Rider này, Lux hay là Winner ấy, trục trặc như thường. Anh em chạy Sài Gòn đến đây đã trục trặc rồi, chứ nói là đi cả 2000+ cây số. Còn có những cái anh em là lên dựng xe nó chỉ là hình thức thôi. Thì người mua về là quay ra là bóc phốt, đi xèo ấy, còn là cột hứng luôn. Nản luôn. Cái này nó mê, nó đi đâu đấy. Thấy có một số anh em bán xe uy tín, người ta làm xe tâm huyết nên giá thành 20 triệu đối với anh em mà nhiều khi là nó nhiều, nhưng mà khi mà nhìn con xe nó chi tiết nó ưng ý, người ta đang chụp cả 30-40 tấm hình chi tiết góc cạnh ưng ý là tốt nhất là nên mua, chứ đừng có so đo mà mắc hơn một vài đồng. Nếu mà biết sửa biết làm thì nên thì tham rẻ, chứ còn nếu mà không biết làm biết sửa thì tốt nhất là thóc hơi nhiều một chút xíu. Có nhà anh em đừng bụi, chất bụi thì quan trọng máy ngon đèn thắng an toàn là được. Có nhiều cách chơi như có nhà anh em thì xe thích đẹp đẽ bóng bẩy nguyên zin, làm một xe lên nó ưng ý rồi đẹp rồi, nhưng mà khi vào sân chơi nó nổi máu điên luôn. Cứ anh em rỉn bốc đầu là lại máu rồi đưa ra phá. Đã bao giờ anh muốn đốt xe chưa? Chưa. Cái là thì bán xe ngang được giá. Bên tê cho cái mấy bên cũng hợp đi. Được giá xe ngang. Không sợ. Anh em đừng đốt. Đốt thì khi bán xe ngang nó mới có giá trị.